giờ em tiếp tục em qua em chia sẻ cái hoàn cảnh của người người em luôn ha, em á, người em luôn hả? Rồi mình đi luôn nha quý vị, sẵn tới đây coi như cô duyên với hai gia đình luôn. Mình tới luôn nha quý vị. Đây là nhà của em anh Phong hả? Tạ Thanh Sang hả? Dạ. Sang năm nay bao nhiêu tuổi rồi Sang? Năm nay em 36. Bà xã, còn này là bà xã hả? Dạ. Mình có mấy đứa con? Ba đứa con. Này là hai đứa nè. Hai đứa còn thứ hai anh nó đi học. À, ở lớp mấy rồi? Lớp 3. Lớp 3. Lớp 1. Tự nó đi học luôn hả? Có đưa lớp nó chứ, nó còn nhỏ mà. Lớp 3 là em đi lứa hả? Dạ. À. Thì hồi nãy có bên gia đình chỗ anh Phong nè. Dạ. Thì có thấy bên đây nghe nó nhà mình nhà này hồi đó giờ lâu hả? Lâu rồi, cũng 7 8 năm. Nhiều 7 8 năm rồi hả? Dạ. Là từ lúc 7, mình 7 8 năm rồi mà chú Hoàng nói để cho bà xã cho tiền cắt nhà tình thương thôi mà các lẽ cắt đặt loại mà nghe nói mùa dịch quá giờ ngưng lại chưa biết chừng nào. Giờ nhà cửa cũng dọc nát đó, mấy đứa nhỏ ngủ trong ngủ đâu được đâu. Vậy hả? Dạ, chứ sạn kiếm tấm la rồi che đỡ trên trước nhà ngay chỗ này, ngay chỗ giường để cho nó ngủ. Dạ. Hôm qua là mưa cũng nhiều lắm mà đắp bốn cái màn che trên mùng để cho nó thấm vô. Đâu? Vô mình quay mình chia sẻ cụ thể cho mọi người thấy luôn. Để bà con mình từ xa mình có thể nha. Dọc xuống dọc nó dọc rắn luôn á. Tại nhà này ngang đó, ngang quá rồi giờ. Cái này là mình mới che đó hả? Đâu có này lâu rồi, hồi lâu mà cắt nhà tới giờ mưa xuống rồi dọc tới giờ luôn. Tại vì tên hồi đó em không có tiền á, rồi mấy người bán tên cũ lại á, rồi cũng vừa bán vừa cho đó, rồi giờ tên cũng nứt nẻ lắm. Cất nhà mà sao mà phải che dày nữa hả? Dạ nó bị dột giờ nát lá rồi, nó giờ mấy cái đường lỗ kẻ đâu đó, nó cũng dột hết lá rồi. Ờ, thấy nước nè, nhìn lên thấy trên là cây được một đó. Đó. Ở cũng nguy hiểm nữa. Bà con mình thấy không? Quá trời luôn. Nhà có mấy cây cột này nó mới cứng nhà chứ không cứng cột lại sập lâu rồi. Ừ. Đâu có tới giờ này đâu. Cất gì mà thấy chống lỏng, mưa gió nó tạt ra. Lần mưa một cái là gió nó thổi, nó uống ba cái cây tre nè, muốn rải cây tre, bây giờ cây tre này cũng tầm vong rồi, mưa đó giờ luôn á hả? Nè. Okay. Bị mọt rồi, nó ăn mọt nè. Ăn mọt láo rồi. Giờ mọt ăn rồi. Nó lỗ luôn. Đây mọt nữa nè. Rồi vợ chồng con cái ngủ trên giường đây hả? Dạ, dạ. Ngủ đây. Mưa quá thì tống hết qua. Trời ơi. Dòng gió cho bà nội ngủ luôn. Ở vậy à? Chừng nào mà mưa nhiều quá thì cho mấy đứa con qua bên nội ở đỡ, giờ nào hết mưa về nhà. Rồi cứ khi mà ngủ quên á, rồi tại mưa qua bên nội ngủ ban đêm, hôm mưa không kịp á thì lấy mấy cái màn á che trên mùng. Che dạ. Tên che tên vậy nè, đặng cho nó thấm vô màn á. Ừ. Rồi đặng cho nó không có nhồi giọt xuống ướt. Trời ơi trời. Quý vị thấy không quý vị? Nhà đất nè. Tiệm đâu giờ cái nhà đất hiếm không quý vị? Rồi hồi đó giờ hai vợ chồng mình có làm nghề gì không? Dạ hồi đó em có đi làm bốc vác. Giờ bốc vác rồi hồi mùa dịch tới đầu tới giờ rồi thất nghiệp tới giờ ăn ở không cũng này cũng gần gần cả năm rồi. Giờ ai mướn thì làm lấy đẩy đất vòng vòng ở xóm này nè. Ngày kiếm 100-200 gì đó là cho mấy tụi nhỏ đi học. Ừ. Dạ. Với hồi đó em bị cụp xương sống rồi đau tới giờ ai mướn làm nặng đâu lần nữa, em sống rồi sao lưng tới giờ sao bị đau rồi chạy mấy triệu bạc luôn á hả? Dạ sao bị hồi đó em đi gánh lúa rồi hồi nhỏ rồi làm đầu nặng quá rồi cụp đó, rồi người này thì kia rồi ở dưới cũng quêu cậu làm láng cũng cho chút đỉnh rồi đi trị bệnh trị đông hết rồi bọn để tới giờ này giống như làm quá sức luôn không? Dạ. Nhỏ mà làm quá sức cái cụp xương sống luôn. Dạ. Lúc đó có vợ chưa? Chưa có vợ. Rồi vợ bà xã làm như vậy? Hồi đó giờ làm như vậy? Có làm đó. Ở nhà nuôi con vậy thôi hả? À? Nhà đưa cho mấy đứa nhỏ đi học. Ừ. Rồi em thì ở không thì đi câu cá bậy bạ dòng kinh cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Nói chung là hai vợ chồng ai mướn gì làm nấy đúng không? Dạ. Ở đây ví dụ như mướn mần cỏ, mướn làm đổ đất hay là làm gì thấy làm được là làm. Dạ, còn làm được là thôi.
Rồi ở nhà cũng phụ làm ruộng với hay sao? Cũng làm phụ ruộng. Ông già, cô ba đó, bà nó lời lâu ông cũng cho tới đặt lúa ông cũng cho 3 bao, 4 bao, 5 bao, khá thì cho 5 bao, thấp cho 3 bao ăn với lại mấy người. Mà hội chợ đầu cho gạo thóc này cũng thấy cũng mừng cũng đỡ. Không có việc gì cố định. Dạ. Rồi ba đứa con. Rồi tụi nó đi học hành thì sao? Thì có một đứa này có đi học không? Dạ có, học lớp 1, anh nó học lớp 2. Lớp 3. Lớp 3. Dạ. Rồi hai đứa đó học về tiền bạc, học hành quần đồng phục thì bên ông nội bản thì có tới mùa xê ly á, thì vợ em hái xê ly thì ông nội cho 20-30 ngàn gì đó, 30 ngàn gì đó, rồi cho mấy cái nhỏ nhường cho mấy nhỏ đang đi học. Coi tiền cho không có thôi thì cho sáng nấu cơm cho ăn và ăn cơm nguội. Sáng cơm nguội đi học hả? Dạ. Chứ giờ tiền bạc đâu ăn. Con trai con tên gì? Con tên gì? Nói đi con, nói đi. Nè chú hỏi nè, có bao giờ con ăn tô phở chưa? Trời. Nè. Nếu mà cỡ à? Mất cỡ. Cỡ học lớp 1 mà cỡ à? Con gái này biết nói không? Dạ con à. Không nó chưa. Mấy tuổi rồi? 2 tuổi hả? Trời ơi. Con cái nhiều nhóc gì. Không chém cục cánh tay luôn nè. Sao vậy? Anh á quay máy để nó đút vô. Trời ơi. Em tưởng là mắt quên bàn tay rồi đó. Trời ơi. Giá bài vậy bị gì vậy? Phá chơi mai cũng nổi đó bên thằng Tư bản. Quý vị thấy không quý vị? Cái nhà này mà không biết chừng nào ở huyện cho xã cho nhà cắt nhà tình thương mà nghe nói là dịch này không biết chừng nào cắt. Và giờ ở chỗ đâu hay đó chừng nào sập đi. Mà nhờ có mấy cái cột này nó chịu lại chứ không nhờ mấy cái cột này. Cột sạn này hả? Sập lâu. Nói gì nói chứ mình cũng phải cố gắng. Mình không có nên trông chờ vào cái việc người ta cất cho mình hay không. Ví dụ người ta không cất thì mình vẫn sống cái cuộc sống của mình. Đúng không? Ví dụ mình cố gắng mình vươn lên. Bây giờ mình không thể nào mình gọi là mình chờ được. Mình có thể mình kiếm cái nghề hay là cái công việc gì mình làm thêm không? Dạ không, đâu là ở đây đâu có ai đâu mướn, khi ở bên sinh bản đó mơ tới thằng nhà của thằng con của con mấy bữa mướn cũng lấy đất cũng được 3 ngày cũng đỡ. Một ngày được nhiêu tiền? Ngày trả 200. Ngày rồi xong. Ngày rồi 200 ngàn hả? Dạ. Không đúng cái này. Là làm 8 tiếng đó không? Không đúng cái này đi học. Thôi một cái là em lầu dữ lắm. Mưa à? Tại vì nó dột quá, nó dột nó chảy cũng như mình. Có mưa vậy? Mưa vậy. Đâu để chia sẻ cho bà con mình thấy phía xa, xung quanh căn nhà phía xa. Đây quý vị thấy cái nhà giống như thường thường á, nhà tiền chế người ta là có sắt có kèo đồ cố định chắc. Còn bây giờ nhà này ở trong quý vị thấy không, những cái tầm vong mục ráo rồi. Nhà thiết không à. Còn cái con nói được không? Nói chú cái coi. Nói cái tên gì à? Cường hả? Cường. Học lớp 1 rồi hả? Lớp 1 mà nhát quá vậy trời. Cô chú anh chị và các bạn thân mến. Thì hôm nay cũng thật sự là cố duyên với bà con ở đây á quý vị. Em cũng chia sẻ cho bà con mình biết. Thì hồi nãy em có chia sẻ cái nhà bên kia là chỗ nhà của anh Phong mà hay người ta hay gọi là anh Lép á. Rồi cái nhà bên đây là em anh Phong, anh Sang. Thì bên kia 4 đứa con, bên đây cũng 3 đứa con cái gì. Thì cũng nhưng mà thật sự em cảm thấy có cái điều này nè. Mặc dù nhà mình khó khăn nhưng nói chung là ba mẹ mấy cháu vẫn cố gắng cho mấy cháu đi học có cái chữ. Đó là một điều mà em cảm thấy gọi là sao ta? May mắn cho các cháu.
cái chữ á quý vị, theo em nghĩ á, cái chữ mới là quyết định thay đổi tương lai sau này của các cháu. Nếu mình khó khăn, mình nghèo khổ nhưng mà mình cố gắng cho các cháu có cái chữ thì sau này các cháu nó sẽ nhờ cái chữ nó mới vươn lên được, đúng quý vị, em nghĩ vậy đó. Mấy cháu còn đi học đó là điều may mắn, em cảm thấy rất là vui. Thì hôm nay em tới đây nha quý vị, thấy không, nhà của Sang thì em cũng chia sẻ cho mọi người thấy phía trong phía ngoài á, thì nhà Thía đang có giống như là được ủy ban Kiểm Phước cũng nghe nói là có kế hoạch tặng nhà tình thương, nhưng mà hiện giờ chưa, thì chưa, nhưng mà mình vẫn cố gắng mình sống chứ bây giờ không lẽ mình sao giờ. Thì em hôm nay em tới đây em có ít quà em tặng gia đình và mình hỗ trợ ít vốn làm ăn nha quý vị. Dạ. Rồi vợ chồng mình sắp tới mình tính làm nghề gì để sống đây? Mình dạ. Có hướng tương lai gì chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Vợ em thì đó giờ thì ở nhà không đâu ai đâu mướn làm. Ừ. Thì đưa cho mấy đứa nhỏ đi học. Ừ. Mới chiều từ đi xe đạp hả? Đi xe đạp. Vậy hả? Dạ. Xe đạp này á hả? Mua hơi rồi chứ. Mở cùi không à? Đẹp cùi không à? Là hàng ngày đi đưa rước tụi nó đi học bằng chiếc xe đạp này. Dạ. Hai đứa luôn. Cũ rồi ha. Dạ. Kiếm tiền mua chiếc xe đạp điện mà không tiền. Rồi Sang là nói chung là bây giờ mình không có cái nghề gì mà hồi đó giờ luôn phải không? Dạ. Rồi ai mướn gì làm nấy thôi. Ai chi gì làm nấy, bị bạn cho tiền kiếm tiền cho mấy đứa con đi ăn đi học. Ví dụ như người ta có công việc người ta mướn mình đi làm luôn rồi. Có làm được nặng mà em làm đâu nổi, tại vì bị đau sống đó giờ làm đâu nổi. Có mướn có làm mấy việc nhẹ nhẹ thì được, hoặc đẩy đất xe lùa cái đó thì đẩy được. Còn mà xích hoặc là giác hay là cộng bằng tay hầu á, bằng người ta nó nặng quá, làm chừng bữa hai bữa là dông chứ không có làm bằng. Anh ví dụ cái nghề này cái nếu mà được không anh sẽ hỏi thăm giùm. Ví dụ như giờ cái công ty cái xí nghiệp á mình làm bảo vệ được không? Bảo vệ đâu anh ví dụ thôi. Ví dụ anh bảo vệ. Bảo vệ. Có nghĩa là mình đâu có làm việc nặng đâu. Hiểu không? Thì được nhưng mà em làm cũng không bàn á, tại vì mấy đứa con còn nhỏ nhớ nó làm tảnh đâu có lâu. Làm chừng hoặc là nửa tháng hoặc trở lại là về nhà quê vậy. Đúng rồi, người ta đâu phải là bắt mình ở cái đúng đâu. Dạ. Có nghĩa là làm hiệu ca. Hoặc là làm theo giờ. Yeah. Hiểu không? Ví dụ như một ngày hôm nay mình làm thì ngày mai mình nghỉ, ví dụ vậy. Yeah. À, hiểu không? Thì hoặc là mình làm cả đêm hoặc là cả ngày. À. Làm mới chiều về thì được, gần đây thì được chứ mà làm sai vụ tình phố này kia nổi. Không, anh hỏi cái nghề đó ví dụ như em thấy nghề mình không có nặng đúng không? Được thì anh hỏi giờ. Có nghĩa là cái nghề ví dụ em bảo vệ nè, hoặc là mình làm cái nghề không phải là lao động tay chân nặng nhọc, tại vì anh biết cái bệnh của em là không có thể làm nặng được. Anh ví dụ thôi. Thì nếu mà được thì anh sẽ hỏi thăm, ví dụ biết đâu mình may mắn mình có cái nghề, tại vì mình có cái nghề cố định đó, có thu nhập ổn định tháng vài ba triệu, năm bảy triệu, ví dụ anh ví dụ ha, thì sẽ tốt hơn cho cuộc sống vợ mình con mình. Chứ bây giờ mình sống mà không có cái nghề công việc cố định thì bấp bênh đó, cuộc sống mình bấp bênh đúng không? Con cái mình lỡ ăn học thì thiếu tiền, không có nhà cửa mình, đúng không? Anh ví dụ ha, anh hy vọng hôm nay mai thì không biết đâu may mắn tìm tới thì sao. Hồi bữa nay anh tới đây anh có ít quà anh gửi cho hai gia đình, cho hai vợ chồng chứ con cái luôn. Rồi anh có ít số tiền anh hỗ trợ ha. Bây giờ anh trước mắt anh gửi cho gia đình mình 10 ký gạo ha. Đây 10 ký gạo ha. Gạo này của Mạnh Thường Quân. Trong đây nè, trong bịch ni lông này anh có cũng có thuốc, thuốc này thuốc của Mỹ nè. Giống như Panadol vậy. Nhức đầu, cảm sốt, sổ mũi vậy đó. Với cái viên sủi này là mình bỏ nước mình sủi lên mình uống á, tăng cường sức đề kháng. Đó, rồi chú cho ít kẹo nè. Bây giờ Cường nói chú câu được không? Rồi nói đi con, nói đi. Con cãi chú Cường. Là gì?
xã Chánh Cường. À vậy hả, trời ơi, Tủ nói tiếng nước hoài nhưng nghe không hiểu luôn. Cho hỏi chú hỏi một cái nha. Chú hỏi con trả lời nha. Hồi đó giờ con ăn cái ăn phở, ăn hủ tiếu lần nào chưa? Chưa. Bắt đầu đi, nói đi. Chưa, chưa ăn hả? Mà cỡ à. Cỡ nhớ nhớ kẹo này là cho ba ba anh em luôn nha, chứ không phải cho mình con nha, chứ để tụi nó quýnh lộn nha. Thôi bây giờ nói mình tới đây thì tôi cũng có hỗ trợ ít tiền ha, để mình thứ nhất là mình lo cho tụi nhỏ đi học nè. À, thấy hồi nãy nghe nói một câu mà cho tụi nhỏ đi học rất là đồng ý cái quan điểm đó đó. Đừng để con mình thất học, dù khó khăn mình cũng cố gắng cho đi học nha. Cái chữ rồi sau này mới thay đổi tương lai cơ. Ăn kẹo luôn á hả? Ồ. Ăn đi con, kẹo này của cái bà cô bên Mỹ gửi cho chú á. Thôi mình gửi tặng cho gia đình mình 1 triệu ha, để mình cố gắng mình sống, mình lo cho trước mắt nha, cuộc sống nha. Thì hy vọng phía trước gia đình mình sẽ gặp nhiều may mắn. Đây, cả tặng vợ giữ tiền nha. Cường ơi. Cường. Con vô đây con đứng được không? Bỏ cái kẹo đi. Cầm kẹo luôn đi, chú cho con cầm kẹo luôn á. Con đứng con che em cho em thấy được. Dạ thưa cô chú anh chị và các bạn thân mến. Thì hôm nay em thật sự cảm thấy rất là vui cho quý vị. Thì mình tới đây mình thật sự dự định chia sẻ có gia đình anh Lép ha. Nhưng mà thấy cái hoàn cảnh gia đình của cái bên em của anh Lép á quá khó khăn luôn á quý vị, nên mình đi không có nở, mình chia sẻ luôn. Thì bên anh bà con mình có xem thì ủng hộ luôn nha. Thì em cũng chia sẻ lại là hoàn cảnh gia đình này là cũng đang rất là khó khăn, không có việc làm cố định. Thì em tới đây em hỗ trợ ít quà và số tiền để trang trải cuộc sống, hy vọng nay mai sẽ tương lai sẽ tốt đẹp hơn nha. Đâu chụp tấm hình làm kỷ niệm cái. Cười lên nè. Rồi. Nói chung toàn bộ những phần quà gạo với số tiền này á của Mạnh Thường Quân gửi á. Thì gia đình mình có gửi lời nào tới Mạnh Thường Quân không? Dạ em cảm ơn mấy anh Quân. Hỗ trợ cho em gạo thóc, tiền bạc cho mấy đứa con hay học. Rồi được rồi, chúc gia đình mình gặp nhiều may mắn nha. Thì em cũng thay mặt gia đình cảm ơn bà con cô bác mình ở xa gần đã luôn luôn ủng hộ việc làm của người Gò Công, để em làm cái nhịp cầu nối, em chia sẻ và em tặng những phần quà, những số tiền này để hỗ trợ bà con mình có cuộc sống tốt đẹp hơn nghe quý vị. À, chúc mọi người có cuộc sống vui vẻ và bình an, và hẹn gặp lại bà con mình ở video tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt nha. Bye bye Cường ơi. Bye bye Cường. Bye bye. Bye bye chú đi con. Thôi xin phép gia đình mình về nha. À. Có ăn kẹo này lần nào chưa? Kẹo này kẹo sikula hay gì đó chú cũng không biết nữa. Cho anh hai á. Nói đi con, không biết nói gì. Chú hỏi rồi con kẹo kêu ai. Có ăn kẹo này ngon không? Rồi chú đi về nha. Rồi tới giờ này vợ của anh Phong là anh Lép á quý vị, thì cũng đi đạp xe đạp đi rước con từ đây tới trường chắc cũng 4 cây số á, rước con bằng xe đạp luôn quý vị. Hai vợ chồng ước ao có một chiếc xe đạp điện, chiếc xe Honda, bán chiếc xe Honda bị hư rồi để rước con đi học và ba mua vé số. À, hy vọng sắp tới may mắn và có quà gửi cho gia đình nha. Tháng cứ trôi tình người còn mãi, hoa tắm cuộc đời.